Hello, xin chào quý vị và các bạn nha. Con xin chào các cô dì chú bác các ông bà các anh chị cùng các bác đây. Sao mệt mỏi con? Nay gia đình mình đang đi hái đào các bạn ạ. Đào vừa rồi thì là mùa xuân, hoa nở rất là nhiều. Hai vợ chồng mình lên đây thì hoa nó cũng sắp tàn rồi. Và bây giờ thì mình hai vợ chồng mình cũng không quay được hoa đào hoa mận cho mọi người xem. Tại vì lúc từ quê lên đây ấy, là nó vừa đến lúc là nó tàn rồi. Đấy, bây giờ Lam đang hái mận bên kia kìa. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, hồi con đang nhìn mẹ đấy. Và hai bố con mình đang ngồi cạnh một cây đào rất chi là ngon, rất chi là quả rất là to. Và năm ngoái mình cũng đã quay rồi. Đấy, hồi con thích ăn đào không? Con thích ăn đào không? Mẹ hát hơi thôi mà làm gì con nhìn dữ vậy? Bây giờ hai bố con sẽ hái đào. Con ăn đào không? Con muốn ăn đào không? Đây mình sẽ quay cây đào cho mọi người xem nhá. Đấy, đây là cây đào này. Hoa nó mới tàn xong, nhưng mà có những quả trái mùa nó đã ra trước và rất là to. Tuy nó không to bằng đào mùa, đào chính mùa. Đào trái mùa thì chắc chắn sẽ nhỏ hơn đào chính mùa rồi, nhưng mà cũng có rất nhiều quả rất là to. Và bây giờ mình sẽ hái xuống. Đấy. Vừa rồi cái mùa hoa này rất là hoa rất là nhiều, rất là đẹp luôn. Và đến vụ mùa chắc chắn quả sẽ rất là nhiều. Nếu như không có hiện tượng mưa đá hoặc là sương muối kiểu. Wow, các bạn nhìn thấy đây. Đây là một quả đào bị rụng này. Bây giờ mình sẽ bắt đào trên cây thôi. Còn có mấy quả thôi, chim ăn hết rồi. Đây. Đây là một quả đào trên cây đấy. Wow. Chim ăn luôn rồi. Nhưng mà chim ăn miếng ngọt. Ôi, đông hết rồi, ở trên kia cao quá. Hôm nay cho con ra ngoài đây chơi luôn. Ê, không được chạy hả? Đã chạy được đâu nhỉ? Này, quả đào này. Con ăn không? Ăn đào không? Này. Thấy nham nhở không ăn à? Bị đặt chê. Nhưng mà cái này sâu không ăn được. Để bố bắt quả khác cho con nhé. Để bố bắt quả khác cho con. Quả này bị chim ăn rồi. À thôi, vứt rồi, bố vứt rồi. Còn đâu? Để bố bắt quả lành cho con ăn nhá. À thôi, bố bắt quả lành cho. Quả này không ăn được. Con rất chi là háo ăn. À, trên kia có mấy quả kìa, mọi người nhìn thấy không? Đấy, nhìn xa xa nó nhỏ vậy thôi nhưng đến gần nó to lắm đấy. Bây giờ mình sẽ bắt mấy quả đấy, nhưng không biết làm sao để bắt được đây. Em ơi! Em! Ôi, Lam hôm nay không biết đi đâu rồi. Lam thích ăn mận hơn ăn đào. Mình thì lại thích ăn đào hơn ăn mận. Wow, trên kia có một quả to kìa. Bây giờ chắc mình không quay được quá. Không có ai cầm máy nên là mình phải tự lên bắt, xong là mình sẽ quay thành quả cho mọi người xem nhé. Hai con cầm máy quay cho bố được không? Con cầm máy quay cho bố nhá. Đấy, mình sẽ đặt máy quay ở đây để mình đi hái mận, hái đào. Cái que của em đâu rồi?
nào không? Đó, cháy mùa này. Quá tuyệt vời luôn. Để mình ăn thử xem. Hồ con đang thèm rồi. Từ từ để mình ăn trước đã. Ngọt. Quá tuyệt vời. Đào mùa này sẽ không bị thối. Ta có vứt dầm mềm nên mình ăn kiểu đó. Con này cũng mềm này, lát nó vào ăn ngon hơn. Sao con? Đấy, mọi người thấy hổ con có đào to này. Đói rồi hả? Con đi vào bú sữa đi, con đào nữa. Này, đây đào của con này. Ừ đấy. Ngứa nó đấy. Ngứa hả? Ừ. Thôi ngứa con ạ. Thôi hồi con không ăn được. Nè. Thôi đi hai bố con mình đi vào uống sữa xong là bổ cái này ăn nhá. Ừ. Đi. Đi. Đấy đây các bạn ơi. À, nãy thì ăn đào xong mất tiêu rồi. Bây giờ lại đi hai mận và đi cắt rau cải mèo. Sao con? Đấy. Em Lam đang cắt rau cải mèo dưới kia kìa. Em. Với tay nào. Xin chào mọi người thế nào. Suốt ngày đi cắt rau cải mèo đi bán. Sao con? Đây bố cho con quả mận này. Quả mận này là quả mận đầu tiên của con này. Năm nay con mới có 4 cái răng thôi. Hiện tại bây giờ mới có 4 cái răng thôi. Đây mọi người thấy mận không? Mận trái mùa thì trái nó nhỏ và nó không được đỏ giống như mận chính mùa. Và ăn nó không được ngọt bằng mận chính mùa. Con ăn đi. Wow, ngọt lắm rồi. Tại vì hai quả này mình rất đặc biệt là nó chín hơn những trái khác nên nó ngọt hơn. Không con, tao bố cái đấy, bố ăn đi. Mùa mận năm nay chắc chắn sẽ nhiều quả. Tại vì năm ngoái không có quả. Một số chỗ không có quả, còn chỗ nào có quả rồi thì năm nay là ít. Nói chung là cái gì nó cũng vậy thôi. Ừ. Con chưa ăn được, để xem con cắn được miếng nào chưa nào. Con cắn là răng con không mọc nữa đâu. Bố ăn nhá. Bố ăn đi, cho bố ăn nhá. Ngon quá. Cái răng này héo ăn lắm mọi người. Bây giờ thì đang đến mùa mận, mận bắt đầu chín dần, đang là mận trái mùa này. Và hoa mận chính mùa thì nó vừa tàn rồi. Và khoảng độ 3 tháng nữa là đến tháng 5, tháng 6, tháng 7 là mận sẽ chín đỏ luôn. Và lúc đấy mọi người cũng đi du lịch cũng rất là ok. Và bây giờ thì mùa xuân thì rất là nhiều loại hoa. Nhưng mà chỉ tiếc là hoa đào và hoa mận đã tàn rồi. Này. Bố ăn cắn có miếng mà làm gì. Bố ăn hết được không không. Hết rồi. Thôi video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Xin chào mọi người, trong những video sau. Bye bye.